Rồi, nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây tàn rinh nhà mình nha, cây sống khỏe. Cây này có mã số là 174, có số đo hoành gốc là 17, chiều cao là 35. Cây có cái tàn phóng nha, chiều dài tàn là 75, cây đang nằm bộ đất rinh là 23. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.800k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Đây, cây form nhỏ có vỏ nha nhà mình. Này, cây rất là già cây nhà mình nha. Tàn chi tàn rinh luôn. Đây. Cây này hầu như là nó đã thành phẩm rồi nhà mình. Nhà mình chỉ về lên cái chậu thay áo cho em nó thôi. Thiên nhiên tự tạo nha mình. Này, nhà mình nhìn cái da nó nha. Cây rất là già cây. Cây sống rất khỏe nha mình. Dàn xương nữa này. Xương rinh nha. Rồi mã số 174, 1.800k bao ship, bao sống cho mình yên tâm. Cái này về nhà mình chỉ việc thay áo cho em nó rồi chơi thôi. Form thiên nhiên tự tạo rồi. Cây form nhìn quá tê nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.